Xin chào các em học sinh lớp 8. Thì trong video trước chúng ta đã vừa hoàn thành xong lý thuyết của bài 17 chương 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống toán 8 tập 1. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần bài tập. Chúng ta sẽ có 3 bài, bài 4.10, 4.11 và 4.12. Và với bạn nào mà vừa xem video của thầy thì thầy cũng mong là các bạn nhấn nút đăng ký kênh để thầy cũng nhanh tiến tới với cái hành trình mà kiếm nút bạc của thầy. Thầy cảm ơn các em. Quan sát bài 4.10 ha. Tính độ dài của x trong hình 4.24. Ở đây thì để áp dụng được cái độ dài, tính được cái độ dài của x thì chúng ta sử dụng tính chất của đường phân giác. Và mình sẽ có được gì? Hai cái này bằng nhau này các em. Đó là cụ thể là chúng ta có cái góc, thầy ký hiệu 1,2 cho các em dễ nhìn ha. 1,2. Đó, cái góc B1 này bằng với góc B2 nên rõ ràng PH chính là phân giác của góc B, đúng chưa? Mà góc B1 này á, thì chính là góc MPH, góc B2 chính là góc NPH. Đấy. Vậy đầu tiên thì các em phải là gì? Chứng minh phân giác trước. Đó là ta có góc MPH bằng với góc NPH. Giả thiết nên PH là tia phân giác của góc MPN. Đó. Áp dụng tính chất đường phân giác. Ta có được gì? Bây giờ cái đỉnh phân giác này các em đưa lên trên này, đúng không? Thì các em sẽ lấy được gì? Cái bên trái này các em, cạnh MP, đúng không? Trên cho cạnh PN, nó sẽ bằng cạnh gì? MH trên cho HN, được không? Các em cứ theo cái mũi tên trước cho thầy trước ha. Như vậy đầu tiên lấy cái nào thì thầy sẽ đánh dấu trước nè. Chỗ này các em lấy từ cái đỉnh, các em lấy xuống cái cạnh dưới cạnh đáy. Các em nhìn lật ngược cái hình lại để cái đỉnh này mình đưa lên trên, nó là nó dễ hơn. Các em dễ nhìn hơn, mấy bạn yếu dễ nhìn hơn. Như vậy thì ở đây mình sẽ lập tỷ lệ đó là gì? PM trên cho tỷ lệ tiếp theo đó là PN bằng tiếp tục MH trên cho NH. Đấy. Hai. Các em thay số đo vào. PM của mình là 5. PN của mình là x bằng NH của mình, MH của mình là 3. NH của mình là 5,1. Từ đây các em suy ra. X sẽ bằng, mình lấy cái đường chéo của hai số đã biết là mình nhân lại với nhau. Tức là x sẽ bằng 5 nhân cho 5,1 phần số còn lại đó là 3. Kết quả sẽ bằng 8,5. Ở đây mình không có đơn vị nên mình sẽ ghi đó là đơn vị diện tích, hoặc là các em để im như thế cũng được, đơn vị độ dài. Vậy x bằng 8,5 đơn vị độ dài. Ở đơn vị độ dài này tức là người ta cho mét thì mình dùng mét, người ta cho cm thì dùng cm đấy các em. Còn ở đây người ta không cho đơn vị thì mình cứ ghi là đơn vị độ dài, tức là theo cái gì của người ta đo đấy. Ok ha. Rồi, như vậy thì chúng ta xong bài 4.10. Thì với bài 4.10 này thì chúng ta đầu tiên sẽ chứng minh cái PH là tia phân giác. Sau đó chúng ta sử dụng cái tính chất của đường phân giác, của tia phân giác. Tiếp tục mình đến với bài 4.11. Cho tam giác ABC, đường phân giác của góc A cắt BC tại D. Thì ở đây thầy chuẩn bị sẵn cái hình vẽ rồi, các em xem cái hình vẽ này luôn ha. Tam giác ABC này. Có đường phân giác của góc A, cắt BC tại D. Phân giác này các em, hai góc bằng nhau. Tính độ dài đoạn thẳng DC, tức là chúng ta sẽ tính cái này. Biết AB bằng 4,5, okay. AC bằng 7 và CB bằng 3,5. CB tức là nguyên cả độ dài này nha các em lưu ý ha. Đấy. Còn cái dấu hỏi chấm này á, là cái dấu hỏi chấm cho cái độ dài DC thôi, lưu ý ha, dấu hỏi chấm này cho DC thôi. Làm tròn kết quả đến hàng phần chục. Như vậy thì ở đây chúng ta có phân giác thì chúng ta sử dụng cái tính chất của đường phân giác thôi, đúng không? Đó là gì? AB này trên cho BD, rồi AC trên cho DC. Đấy, sử dụng phân giác cái đó. Rồi, ta có xét tam giác ABC, AD là đường phân giác góc A theo tính chất ta có. Là ta có AB trên AB này trên cho AC bằng BD trên DC. Thay số vào 2. AB là 4,5, AC là bằng 7, BD chưa biết ghi lại, tương tự DC cũng chưa biết ghi lại. Rồi ở đây thì thầy ngay tới ngay chỗ này chúng ta có hai ảnh này, nhưng mà chúng ta lại nhìn thấy được gì? Có hai ảnh này. Nhưng mà tới chỗ này chúng ta nhìn thấy được đó là BD mà cộng cho DC nó bằng với lại BC, nên chúng ta sẽ di chuyển sử dụng cái tỷ lệ thức các em ở năm lớp 7 á, đó là mình đưa 4,5 xuống đây, đưa DC lên trên đây. Nên ta đổi chỗ ha, 4,5 với DC này chúng ta đổi chỗ cho nhau này. Như vậy DC thầy đưa lên tử, giữ nguyên mẫu là 7, BD thầy cũng giữ ở trên tử, đưa cái 4,5 này đổi chỗ cho DC, được không các em? DC đưa lên đây, 4,5 đưa xuống. Rồi tới đây thì chúng ta áp dụng cái tính chất của dãy tỉ số bằng nhau của năm lớp 7. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Ta có DC phần 7 bằng BD phần 4,5. Rồi chúng ta lấy tử cộng với tử, mẫu cộng với mẫu, mình sẽ bằng DC cộng BD phần 7 cộng 4,5. Mà DC cộng cho BD, DC cộng cho BD chính bằng BC, đúng chưa? Như vậy đoạn trên tử này sẽ bằng BC phần 7 cộng cho 4,5 là 11,5. Nắm được không các em? Cái đoạn DC và BD này là hai cái đoạn nhỏ này cộng lại với nhau bằng BC. Đấy. Mà BC của mình bằng 3,5. 3,5 trên cho 11,5 thì chúng ta sẽ bằng 7/23. Đó. Bây giờ chúng ta áp dụng từng cái một, lấy cái thứ nhất bằng với cái phía sau, đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm được DC. Suy ra DC phần 7 bằng 7/23. Rồi bây giờ mình suy ra DC, tiếp tục 2, suy ra DC sẽ bằng, DC bằng gì? Tích hai số đã biết, đó là 7 x 7 phần 23. 7 x 7 là 49, 49 phần 23 thì xấp xỉ sẽ bằng 2,1, đơn vị là mét. Đơn vị là mét này. Ngay chỗ này chúng ta dùng do đó đi ha, chỗ đó chúng ta dùng suy ra. Do đó. Ngay chỗ này chúng ta suy ra. Suy ra. Đấy, thì nó sẽ ok hơn. Rồi như vậy thì dựa vào cái tính chất của đường phân giác và chúng ta dựa vào cái tính chất của tỷ giải tỷ số bằng nhau thì chúng ta sẽ tìm được DC và chúng ta kết luận vậy DC xấp xỉ 2,1 mét. Được ha. Trong này có hai cái mà các em cần chú ý, đó là một đó là chúng ta đổi chỗ cho DC với 4,5, hai là chúng ta có DC cộng cho BD. Đây các em, DC là đoạn này cộng cho BD là đoạn này thì nó bằng cả độ dài đoạn lớn, đó là đoạn BC. Đấy, thầy ghi rất là rõ ràng rồi. Được ha. Rồi, chúng ta xong bài 4.11. Tiếp tục mình đến với bài cuối cùng, bài 4.12. Nhà bạn Mai ở vị trí M. Vị trí M là nhà bạn Mai. Nhà bạn Dung ở vị trí D. Hình 4.25 các em. Biết rằng tứ giác ABCD là hình vuông và M là trung điểm của AB. Chúng ta ký hiệu đây. Hai bạn đi bộ cùng một vận tốc trên con đường MD để đến điểm Y. Đi trên đường MD để đến tại vị trí của điểm Y. Bạn Mai xuất phát lúc 7 giờ. Hỏi bạn Dung phải xuất phát lúc mấy giờ để gặp bạn Mai lúc 7 giờ 30 tại điểm Y. Rồi. Cái này thì chắc là thầy vừa giảng vừa hướng dẫn luôn cho các em ha. Vậy trước tiên ta có được ABCD. ABCD là hình chữ nhật. Thế nên mình có được cái cạnh AB sẽ bằng với lại cạnh AD. Và chúng ta có được AC chính là phân giác của góc A. Vì sao là chúng ta lại áp dụng như thế? Tại vì là muốn biết được cái độ dài của đoạn MD, MI và ID của hai bạn đi cùng nhau tới Y thì chúng ta phải bám vào cái tam giác MAD. Mà bám vào tam giác MAD thì chúng ta sử dụng phân giác. Đấy. Rồi, đầu tiên vậy ABCD là hình vuông nên AB sẽ bằng với AD. Và AC là tia phân giác góc A. Vì hình vuông có hai đường chéo bằng nhau và đường chéo của nó cũng chính là đường phân giác các góc. Rồi tiếp tục, do M là trung điểm, vậy M là trung điểm AB nên MA sẽ bằng 1/2 AB. Mà AB lại bằng với lại AD. AB lại bằng với AD. Nên thay vì ta ghi 1/2 AB thì ta sẽ ghi đó là 1/2 AD. 2. MA sẽ bằng 1/2 AD. Lý do vì AD bằng với AB. Chúng ta vừa chứng minh ở đây rồi. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta có được gì? AM này, trên cho AD này. Mình lập cái tỷ lệ của phân giác á, thì ngay chỗ này chúng ta sẽ chuyển theo cái tỷ lệ thức. Suy ra. Suy ra được AM MA trên cho AD cũng bằng gì? 1/2. à, chúng ta di chuyển cái AD xuống dưới này, chúng ta di chuyển AD xuống dưới, 1/2 chúng ta giữ nguyên là ok. Rồi tiếp tục, vì AC là tia phân giác của góc A nên là gì, trong cái tam giác AMB AMD chúng ta lập tỷ lệ phân giác, là thầy ghi qua đây nha các em. Xét AMD có AC là phân giác của góc A, có AC là đường phân giác góc A. Ta có được gì, mình lập tỷ lệ AM trên cho AD, AM trên cho AD sẽ bằng MI trên cho DI. Hai chúng bằng gì các em, hai MI trên cho DI sẽ bằng AM của mình bằng mấy đây, AM trên cho AD đúng không, AM trên AD nó bằng 1/2. Như vậy thì ngay chỗ này chúng ta có được AM trên cho AD bằng với MI trên cho DI, mà AM trên cho AD thì nó sẽ bằng 1/2. Như vậy thì mình có được MI trên cho DI nó cũng sẽ bằng 1/2. Thế thì rõ ràng chúng ta có được, suy ra MI nó sẽ bằng 1/2 của DI. Hay nói một cách khác là DI gấp 2 lần MI, và lấy số 2 chúng ta nhân chéo lên đây. Đấy. MI nó sẽ bằng 1/2 DI, hay nói một cách khác đó là gì, DI nó sẽ bằng 2 lần MI. Đấy. Thế thì cái đoạn DI này gấp đôi, về cái quãng đường là nó sẽ gấp đôi, mà cái thời gian của bạn Mai là xuất phát là lúc 7 giờ, đi cùng vận tốc. Thế thì rõ ràng là gì, cùng một cái vận tốc mà cái quãng đường gấp 2 lần, thế thì cái thời gian cũng phải như thế nào, gấp 2 lần. Tức là 7 giờ bạn đi mà đến 7 giờ 30 bạn tới, tức là đi 30 phút, thế thì bạn còn lại cũng phải đi hết gì, 1 tiếng đúng không, quãng đường gấp đôi thì thời gian phải gấp đôi, vì vận tốc bằng nhau, vì vận tốc hai bạn như nhau nên quãng đường gấp 2 là gấp đôi đó các em, gấp 2 thì thời gian sẽ gấp 2. Đấy. Thì hai bạn mới gặp nhau tại điểm Y được. Rồi. Bạn Mai xuất phát lúc 7 giờ mà đến Y là 7 giờ 30. Như vậy thì mình tính thời gian bạn Mai đi là thời gian bạn Mai đi trên quãng đường, thầy ghi luôn để các em dễ thấy, quãng đường MI là chúng ta sẽ lấy 7 giờ 30 là cái thời gian mà bạn Mai tới điểm Y, trừ cho 7 giờ thì kết quả sẽ bằng 30 phút. Mà chúng ta có được gì? Đoạn DI này á, là gấp 2 lần MI, đúng không? Mà bạn Mai đi cái quãng MI của mình là có 30 phút. Quãng đường gấp 2 thì thời gian sẽ gấp 2. Như vậy thì thời gian bạn Dung đi trên quãng đường DA là sẽ lấy 30 phút nhân cho 2 và kết quả sẽ bằng 60 phút. Đấy. Thế thì người ta hỏi gì? Vậy bạn Dung phải xuất phát lúc mấy giờ để gặp bạn Mai lúc 7 giờ 30 phút? Như vậy thì rõ ràng á, là bạn Dung 30 phút này của mình sẽ bằng gì? 60 phút này sẽ bằng 1 giờ luôn này. Thế thì để bạn Dung á, mà xuất phát lúc mấy giờ để gặp bạn Mai tại 7 giờ 30, bạn đi 1 tiếng thì mình lấy 7 giờ 30 này nè, mình trừ cho 1 giờ. Thế thì 6 giờ 30 thì bạn Dung phải xuất phát, đúng không? Thời gian xuất phát của bạn Dung để hai bạn gặp nhau là sẽ lấy 7 giờ 30 phút là cái thời gian hai bạn gặp nhau trừ cho 1 giờ đi được trên quãng đường, thì tức là 6 giờ 30 phút. Vậy bạn Dung phải xuất phát lúc 6 giờ 30 phút, còn bạn Mai sẽ xuất phát lúc 7 giờ. Đấy. Vậy bạn Dung xuất phát lúc 6 giờ 30 phút. Đấy. Ok ha. Như vậy thì cái đoạn đường MI này, thầy nói lại để các em dễ hình dung nè. Cái đoạn đường MI này chúng ta sử dụng về cái tính chất của đường phân giác. Chúng ta tính được đó là MI nó sẽ gì? 1/2 của ID. Tức là gì? ID này gấp đôi MI. Mà ID gấp đôi MI tức là bạn Dung đi đến Y thì phải gấp đôi cái thời gian lên so bạn Mai đi đến Y. Thế bạn Mai mà đi 30 phút, đúng không? Bạn Mai mà đi 30 phút. Thế thì bạn Dung phải đi gì? 60 phút, tức là gấp đôi lên mà. Đấy. Mà bạn Mai xuất phát ở đây là lúc 7 giờ, thế thì bạn Dung cũng phải xuất phát thì sớm hơn 30 phút, tức là 6 giờ 30 phút. Thì hai bạn mới gặp nhau tại cái điểm Y này là lúc 7 giờ 30 phút được. Đúng chưa? Từ 7 giờ đến 7 giờ 30, tức là bạn Mai đi 30 phút. Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút thì bạn Dung sẽ đi được 60 phút. Ok ha. Rồi, như vậy thì chúng ta xong bài 4.12 cũng là bài cuối cùng. Thì trong video hôm sau, chúng ta tiếp tục đến với các bài tập của luyện tập trung chương 4. Và các em đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video bài giảng của thầy để tạo động lực cho thầy làm các video tiếp theo. Thầy cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.